Xin kính chào mọi người ạ. Hôm nay chúng ta lại lên cùng tập với nhau bài Đi giữa trời rực rỡ, biên đạo của Thuận Di Lô nhé. Bài này em sẽ chia làm 6 tổ hợp ạ. Trước khi vào tổ hợp đầu tiên, chúng ta sẽ có dạo nhạc một chút này. Mở tay này, tay phải trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó sóng thân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, vào tổ hợp đầu tiên này. 1, 2, 3, 4 zig zag nhé. Kéo hông theo tay luôn. 4 nhịp zig zag này. Sau đó bước chân phải ra, chúng ta xoay vai trái về phía sau. 1, 2. Đấy. Lại này. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Xoay vai trái ra phía sau nhé. Bước chân phải nhưng mà xoay vai trái trước. Đấy. Hai tay chúng ta để nguyên, buông cái vai lên nhé. Lặp lại lần 2 này, kéo sang trái này. 1, 2, 3, 4. Bước chân trái thì này, xoay vai phải ra đằng sau. Đây. 1, 2, 3, 4. Xoay vai phải rồi lại xoay vai trái đấy nhé. Này, lặp lại này. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Rồi đến đây này. Tiếp theo này, chúng ta mở tay cả chân cùng một lúc. 1, 2, 3, 4. 3, 4 chúng ta lại đưa tay lên cao. Cái lòng bàn tay chúng ta hướng về bên trái nhé. Tiếp tục 5, 6, 7, 8. Rồi. Xong đến đây này, chúng ta thu tay về và đi nhẹ sang hai bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang tổ hợp 2 này, phía bên kia đồi nhé, thì chúng ta chỉ lên bên kia này, phía bên kia đồi, bước chân phải, hất hông, 1, 2, 3, 4, sau đó đấm ngược 2 lần này, 3, 4, hóp ngược vào nhé. Tiếp theo, 5, 6, 7, 8, đấm ra trước, 5, 6, kéo, 7, 8, tiếp theo này, 2, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, chúng ta ngóng, 5, 6, 7, 8, ngóng trông nhé. Lại này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó này, hạ chân phải này, chúng ta nghe tay phải, nghe tay trái. Sau ta mang thì chúng ta dẫm bên phải trước, nghiêng xuống, nghiêng vai xuống, 1, 2, 3, 4. Lại này, đang ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dòng đời mênh mang chúng ta ấn xuống. 1, 2, 2, 3, 4 này. 2, 2, 3, 4 này. Vòng này. 5, 6, 7, 8. Đấy, lúc này chân chúng ta đứng yên và chúng ta cua chéo tay vào nhau và mở ra tay vuông góc hình lực sĩ. Nằm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng chuyển sang tổ hợp 3 này. Và ta đi nhá, điệp khúc đấy. Đi này, đi thì bắt đầu đi chúng ta dẫm chân phải trước. Check sang phải nhá. 1, 2, 3, 4. 4 là chúng ta thu chân nhưng mà đẩy tay về phía sau nhá. Nhớ là đi theo kiểu bập bênh nhá. Lao này. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo chúng ta lại nhún tại chỗ này. 5, 6, 7, 8. Xoay tay thêm một vòng nữa cùng hướng với cái hướng đúc lưỡi luôn. Lại này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay thêm một vòng này. Sau đó chân trái đang kiễng chúng ta đi hình quả chám luôn này. 2, 2, 3, 4. Bước chân trái trước này. 2, 2, 3, 4. Tay này thả lỏng nhé. Sau đó lướt sang trái. 5, 6, 7, 8. Lướt chân trái sang thì chúng ta mở tay. Rồi chân phải chúng ta lết theo. Lết theo. Lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó lặp lại này. Vẫn đi sang phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Ta cùng chuyển sang tổ hợp 4 ạ. Ở tổ hợp 4 này chúng ta hãy sống hết mình nhé. Chúng ta sẽ quăng cái bàn tay lên. Lúc quăng lên chúng ta ngửa ra nhé. Phật lên một cái này. Phật lên một cái. Sau chúng ta lật vào, kéo xuống, giật mạnh xuống, nhún, quăng, kéo. Đấy. Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó chúng ta đi lên này. Bước chân phải lên này. Bước chân phải chống gót trái này. Rồi chân trái đang ở trên lại xuống trước. Xuống chân trái này, chống mũi phải. Khi xuống chống mũi nhé. Lên chống gót, xuống chống mũi. Tay ở cái chỗ động tác này chúng ta để giống như đang chạy bộ nhé. Đang chạy bộ nhanh này. Sẽ có 4 lần lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 nhịp nhé. Sau đó lặp lại. Sống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần 2 đi này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là cái lần 2 cuối cùng, 4 nhịp cuối cùng chúng ta mở tay ra. Thanh thang bước đi giữa trời rực rỡ đấy. Thì chúng ta mở tay ra. Lần lại này. Toàn bộ tổ hợp 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng chuyển sang tổ hợp 5 này. Tổ hợp 5 chúng ta chồng gối xuống nhé. Ôm vào ngực này. Đánh hông sang phải. 1, 2, 3, 4. 4 lần này. Sau đó đổi tay này. 5. Từ đây này. Mở ra đằng sau gáy. 5, 6, 7, 8. Một lần 8 nhịp nhé. 5, 6, 7 đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó này. Mở chân phải ra. 1 và 2, 3 và 4. Tay nhé, tay 2 nhịp thì chân 1 nhịp. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Tòa nhạc nó sẽ nhanh hơn nhé. Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Rồi, chúng ta cùng chuyển sang tổ hợp 6 là tổ hợp cuối cùng này. Mở ngang này. Sang phải 1, 2, cả chân cả tay cùng một lúc nhé. 1, 2, 3, 4, xoay này.
5, 6, 7, 8. Xoay một vòng nhé. 4 bước là xoay xong một vòng này. Tiếp theo bên trái trước này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đấy là lượt 1 này. Lượt 2 thì chúng ta quay liên tục hai bên luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay liên tục hai bên ạ. Lần lượt xong sóng ngũ tổ hợp thì chúng ta lại lặp lại lời 2. Ở lời 2 chúng ta sẽ bắt đầu từ phía bên kia đồi nhé. Phía bên kia đồi lời 2 thì khác lời 1 một chút này. Phía bên kia đồi lời 2 này, chỉ bên kia của chân bên phải này. 1, 2, 3, 4 lại chỉ thêm một lần bên trái. Bước chết lên trên rồi sau đó chúng ta lùi xuống này. 5, 6, 5, 7, 8. Đấy, sau đó 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta lại mở tay ra, sau đó ôm vào 4 nhịp nhé. Lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại. Nghe, nghe, mang nhé. Thênh thang và sẵn sàng.